Điện tử Thanh Nguyên xin kính chào tất cả các bác đang xem video của em. Dạ vâng, ngày hôm nay thì em lên sóng cập bến cho các bác cái con đầu Tech 25XS. Và đây là một trong những cái model cao cấp trên thị trường, được các bác săn đón và sử dụng rất là nhiều, cho ra cái phản hồi rất là tốt ạ. Và trước mắt các bác đây là cái con đầu Tech 25XS có mặt tại shop em trong tình trạng là đẹp zin tuyệt đối các bác nhé. Đẹp so với mức giá trên thị trường. Bình thường con này trên thị trường với mức giá là khoảng trên 30 triệu, và em cũng bán với mức giá là trên 30 triệu. Ngày hôm nay thì em thanh lý cho các bác với mức giá chỉ trên 20 triệu. Các bác được ngay một con đầu ưng ý. Và con này thì có cái tích hợp giải mã DAC đó rất là tuyệt vời luôn. Ngày hôm nay thì em lên sóng quay video chi tiết cận cảnh cho bác mặt trước mặt sau và cũng như là toàn bộ hông sườn của con đầu này. Và sau đó thì em sẽ test cái phần mắt của cái con này. Mắt của con này thì gọi là mắt đọc nhanh, không hề kén đĩa. Và cũng như là với cái chất âm thì rất là tuyệt vời. Sau em thì có địa chỉ tại số 8 ngõ 4 Tô Hiệu, Nguyễn Trãi, Hà Đông, Hà Nội. Bác nào ở gần thì có thể đến trực tiếp cửa hàng em xem, test kiểm tra sản phẩm. Bác nào ở xa thì em sẽ ship COD đến tận nhà cho các bác. Mọi nhu cầu các bác cần tư vấn cũng như là mua sắm sản phẩm, các bác hãy vui lòng liên hệ với em theo cái số điện thoại 0333 289 289, hoặc các bác có thể Zalo cho em. Ngay bây giờ em mời các bác cùng em tiến tới lại gần hơn, quan sát kỹ chi tiết được cái con đầu này, hoặc quan sát phần mặt trước cũng như là hông sườn và toàn bộ cái con đầu này. Dạ vâng, trước mắt các bác đây là cái con đầu Tech 25XS với khuôn nhâm mặt là phai nhôm vàng chanh, rất là đẹp luôn. Đó, các bác quan sát khuôn mặt phai nhôm vàng xanh rất là đẹp. Chút nữa em sẽ rút dây nguồn và quay mặt sau cho các bác được quan sát kỹ hơn. Chỉ trên 20 triệu sở hữu ngay một cái con đầu tích hợp giải mã DAC rất là tuyệt vời ạ. Em test cho các bác cái đĩa này các bác nhá. Đó, bác nào yêu thích đĩa CD thì bên em vẫn có bán cho các bác. Em quay nghiêng đi để các bác quan sát rõ hơn về cái màu của cái khuôn mặt. Đây là nút nguồn này. Đó, đây là những cái nút thông thường ở trên chiếc đầu, hầu như là tất cả các bác đều biết rồi. Em không đấu vào loa, bác quan sát ở phần phía dưới. Cái số nhảy thì tức là đĩa đã chạy rồi các bác nhá. Em lách bài này, nhảy luôn số ạ. Liên tiếp đây các bác nhá. Đó, ấn liên tiếp cũng đều nhảy luôn. Mắt đọc rất là tốt luôn ạ. Đó, em quay lại đây các bác quan sát. Mắt đọc cực kỳ là nhanh và rất là tốt luôn. Cái dòng Tech này thì các bác đều biết rồi. Đây là một cái dòng được các bác yêu thích trên thị trường rất là nhiều luôn. Đây là phần khuôn mặt các bác quan sát, em để máy quay rất là gần luôn để các bác tiện dễ dàng quan sát ạ. Đây là những cái nốt bụi thôi các bác nhá. Đây là bụi, lau đi là hết. Bụi thôi, không phải xước đâu ạ. Đây là các nút điều chỉnh thông thường. Góc cạnh đây các bác, đây có một chút xước ở đây, xước rất là nhỏ ở đây ạ, rất là nhỏ luôn. Và đây là phần trên mặt, hông sườn đây các bác.
Dạ vâng, đây là mặt đằng sau ạ. Nói chung là cái con này với cái mức giá trên 20 triệu mà được một chiếc đầu như thế này gọi là rất là xuất sắc rồi các bác nhá. Rất là tuyệt vời rồi. Đó. Bác nào yêu thích thì hãy liên hệ với em gửi hình ảnh chi tiết cụ thể cho các bác. Con này thì zin tuyệt đối và đầy đủ phụ kiện khiển dây nguồn zin các bác nhé. Đó, zin tuyệt đối luôn. Em cảm ơn các bác đã quan tâm và xem hết video của em. Hẹn gặp lại các bác trong video tiếp theo ạ.